Hello các bạn, đây là cái hoa này mình sẽ trồng nè các bạn. Nó gọi này là hoa ly thì mình biết rồi, còn cái hoa này nó gọi là Leatrice. Mình không biết tiếng Việt gọi là cái gì, nhưng năm nay là năm đầu tiên mình trồng cái loại hoa này. Các bạn đi với mình nha. Còn cái này Lily mình cũng sẽ trồng. Các bạn, tôi Châu đã làm chuẩn bị đất rồi ha. Coi như cái bình này thì nó cao như vậy, nhưng mà lý do chỗ này nó sẽ bị gió rất là nhiều, tại mình dùng mình ở đây nó gọi là xà quyển, nó bị gió, chỗ này rất là trống gió, do đó mình trồng nó hơi sâu một chút. Trong đây thì nó kêu mình trồng, nó có 32 củ đó các bạn, kêu mình trồng cách nhau khoảng chừng 12 tới 15 inch. Nhưng mà mình không có muốn trồng vậy. Lý do là mình sẽ trồng 32 củ này vào trong một cái bình này luôn. Lý do chỗ này rất là gió, cho nên mình muốn trồng gần với nhau, để nếu mà nó có cái nào chết á, thì nó vẫn còn những cái kia sống. Còn nếu mà nó có gió nhiều quá thì có thể chịu với nhau. Các bạn thấy không, mình để xuống đây nè. Dưới này là cái gốc nè, trên này có cái mầm nó lên rồi đó. Đó, mình để như vậy, mình lấy đất cho nó xốp xong, mình mang đất cho nó xốp, mình để sắp vô. Bây giờ mình sẽ cho một lớp đất mới lên. Mình hiện lần đầu tiên mình trồng, mà cái loại này là nó đợi nó sẽ sang năm nó sẽ lên trở lại. Mình hy vọng là ok next year, hy vọng là this year cái plow, cái bông nó đỡ đẹp. Hình thì thấy đẹp lắm nhưng mà không biết như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ phân lên, cover nó lên, rồi mình tưới đất. Ngày mai mình nghe nói có tiết nhưng mà khí hậu nó vẫn ấm chứ nó không có lạnh. Bây giờ mình cho lớp đất khoảng từ 2 tới 3 inch lên. Các bạn thấy nó yêu cầu mình khoảng chừng 2 tới 3 inch sâu thôi. Cho nó đất vào. Mình bao nó ra. Sẽ không tưới nước gì. Ngày mai mình coi thời tiết á, nó sẽ có tiết và mưa, nhưng mà khí hậu thì nó ấm chừng 50 độ nhưng mà nó lại mưa. Vậy là xong hết các bạn. Ok, hy vọng nha, chừng nào mình có lên mình sẽ update cái video kế tiếp cho bạn. Bây giờ tôi cho sẽ hậu trồng qua ly vào trong cái bình nữa. Các bạn theo cách tôi cho nha. Hello các bạn. Bây giờ tôi cho mới làm đất xong. Cái hoa ly thì nó phải trồng sâu tới 6 inch lên các bạn. Thì Châu dự định là từ đây tới đây là 6 inch. Các bạn thấy không? Từ đây tới 6 inch. Châu sẽ đổ đất lên tới trên đây. Cái củ mình sẽ lay nằm trong đây ha. Ok. Năm nay thì Châu muốn trồng hoa ly vào trong cái chậu này để thử coi năm đầu tiên mình trồng để sang năm nó có lên được hay không, coi như thế nào. Ok các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình đã đặt cái tulip cũ, tulip bông ly vào trong đây. Tulip là bông ly vào đây rồi. Cái cây cao này nè là cái màu cam, màu cam này mình đặt cái màu cam này, mình cho 3 củ màu cam, 3 củ màu cam, 3 củ màu đỏ vào chính giữa, màu đỏ này là vào chính giữa. Còn cái Asian Lily này nó mix color, do đó mình không có biết nó là màu gì. Mình sắp cho nó là 8 củ, coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 củ, cho tổng cộng là 18 với 6 là 14 củ trong cái bình này. Bây giờ mình lắp đất lại, mình sẽ lắp đất lên tới trên đây nha. Ok, mình đã lắp đất lại rồi các bạn. Bây giờ để coi gai dài tầng rồi nó sẽ mọc lên như thế nào. Trong bình này nó sẽ là màu cam, màu đỏ, bông ly màu đỏ, màu đỏ.
nhiều màu trong đây. Hy vọng là nó sẽ đẹp nhé. Chừng nào mà nó lên, nó có bông, tôi Châu sẽ quay cho các bạn xem. Ok, bây giờ tôi Châu bye bye các bạn nha. Hẹn video kế tiếp nhé.